nó có vậy. Là như đây nó nói cái đóng mình có coi được này, thì tắt ra đi. Cho các bạn chọn giai đoạn đầu tiên là scan lane, nghĩa là ép đuốt theo một phương ra, từ một mặt ra,
nha. Còn ở đây nó sẽ còn cái gì nó gọi là siêu phay, nghĩa là gì? Nó hướng tới một cái mặt bằng khác, phải không? Lúc tới mặt bằng bây giờ tôi có một cái mặt đẳng đầy chiếu từ đây, bây giờ gọi là cái siêu phay. Nên là từ từ ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn về vertex, offset, hiểu chưa? Rồi, để cái nó nói sao đây. Các bạn có thể coi, các bạn có thể sổ ra đây nè. Ví dụ ở đây mình hiện được một vài mặt lên ha, ví dụ run lên, thấy không? Đấy, thì các bạn cái mặt mà lúc nãy mình đang vẽ cái mặt run lên này, nó sẽ bắt đầu từ mặt này ra. Các bạn muốn đảo chiều thì có hai cách đó, nhấn lên đây đảo chiều là, dạ, và la là đảo chiều á, dạ. Các bạn thêm một cái hướng mới thì các bạn nhấn vào direction 2 ở đây được chưa? Tương tự nó sẽ có các tùy chọn tương tự như trên đúng không? Thế nghĩa bây giờ mình kéo cái thứ hai ra, bây giờ thông mình thử thành nhất là này, thứ hai này, dạ. Thì hai này có thể là có kích thước khác nhau không? Kích thước khác nhau. Cái gì ở đây là ráp á, thì chưa? Nay mình làm quen với kích thước thì mình chỉ kích thước thẳng thôi. Còn nay mình chỉ làm quen với một thằng đó là scan lên, thì chưa? Mấy bữa sau mình sẽ con những thằng này cho á, thì chưa? Rồi. Thì cái này có 42 hay 1 vuông các bạn kích vô đây á, bỏ đi cái phần kia, thì chưa? Còn cái tùy chọn thêm mình chơi ở đây là gì phải không? Mình tạo cái bề dày cho nó, thì chưa? Tạo cái bề dày cho nó thôi. Thì cái này mình kính, mình muốn tạo bề dày thì những cái bài sau cũng nhận là dạng hộp á, thì chưa? Mình tạo ra những chi tiết nhận hợp được không? Rồi, hôm nay mình làm quen cái đầu tiên ha. Giờ like các bạn thấy trước là 42 ha, bỏ hướng các bạn tự cho ha. Rồi 42 các bạn thấy ok đây, xong rồi đây coi cái cục này ha, đây là cái cục. Rồi đây là các chế độ xem của nó ha, chế độ view, cái chế độ view của nó. Giờ đây có những chế độ xét ha, thì nó sẽ thấy cái cạnh nè, sẽ quyết nhất là nó thấy những cái cạnh được không, thấy những cái cạnh. Còn nếu chế độ này thì bỏ đi, còn thấy những cái cạnh. Tương tự các bạn cỏ ra các bạn coi cái bằng này là gì, cho phép các bạn coi nhưng mà nhận khấu, nhưng mà sao không coi được cái nét nét phút thôi, cái gì chỉ có được viên thôi, thì giờ không coi được nét phút. Cái gì nhận thứ ba các bạn coi là gì, cho xem được hẳn cái trong luôn ha, thì giờ bạn thấy được phút bên trong đó. Thì nhận thứ là gì, đường phút nó vẫn là đường quay ra, nghĩa là tất cả đều được xuống hết đó, thì giờ nghĩa là những cái đường này nó cũng giống như đường ngoài thôi, đừng có thấy hết được không, mở đi rồi thì giờ bây giờ mình thấy hết, thì là gọi là khuôn, nó nhiều khuôn lưới ha. Rồi, cái ba đây các bạn này thì làm được, ok không? Rồi, tiếp theo, giờ đây muốn cắt cái mặt này sao? Thì chọn mặt nào được vậy? Chọn mặt ở đây để luôn được không? Được, thì các bạn chọn mặt, các bạn hãy click vào mặt. Khi mặt nó xanh lên, nó sẽ hiển thị tất cả những kích thước mà lúc này bạn vẽ ha. Các bạn có thể click vào scan, các bạn chọn scan cái này luôn. Bây giờ, các bạn để muốn nó xoay lại, các bạn nhấn từ con 8 á. Bây giờ, nó xoay lại, được không? Từ con 8 nó xoay lại. Rồi, trong lần này các bạn nào một cái nha, cho phép các bạn cần vớt rồi. Cho phép các bạn ok, cho phép các bạn lấy là cái đường viên này. Thấy không? Tôi lấy là còn cái hết. Cho các bạn lấy á, các bạn click vào cần vớt này, các bạn click chọn cái đường cần lấy á. Thấy chưa? Thấy chưa? Control á, xong tiếp tục quay chọn select là ok á. Thấy chưa? Thì các bạn cần thấy hoặc nào lấy lên đường viên ha, nhớ ha. Cái gì cho phép mình lấy là cái đường viên cũ. Thấy chưa? Rồi, sao đó? Mình lấy được cái cổ này rút ra đây thôi. Nhưng mà em rút cho này em rút chưa? Em rút rồi. Mình đang nói với đường học các bạn vẽ một khối bự đúng không? Vẽ một khối bự á, các bạn cầm lấy lại, các bạn vẽ này, vẽ khác. Còn em rút chưa? Em rút rồi á. Vậy chọn mặt nào vậy? Ừ, chọn mặt bên kia vẽ. Đây. Các bạn cái mặt này các bạn vẽ rồi đúng không? Vậy chưa? Vậy các bạn cần chọn mặt nào vậy? Mặt máy hông này nè, đúng không? Chọn cái hông bên đây này, được chưa? Đây là cái khác là mặt nào? Cái mặt này nè, đúng không? Chọn mặt này mới vẽ được cục này chứ, được chưa? Vậy mình chọn mặt này thì sao? Bây giờ mình lỡ mình chọn sai mặt, muốn chọn lại mặt thì sao? Các bạn click vào sẽ kết á, được chưa? Các bạn cứ tiếp ok nè. Chưa vẽ gì nữa mất. Còn bạn vẽ sai mặt sẽ kết này, cho phép các bạn là lấy cái chỉ của cái mặt khác á, một cái phần sổ này ra. Ví dụ á, sẽ kết mình lấy phải á. Click vô ha, click vô. Rồi sao nữa? Click chuột phải các bạn chọn Edit Sketch Land. Yeah. Thì 26 nó nằm kế bên đây nè. Đó, thì nó sẽ cho phép các bạn chọn một cái mặt phẳng khác và vẽ không? Bằng cách nào? Sở lấy cái gì thì chọn mặt top lên để vẽ một cái mặt sketch này nè. Bây giờ các bạn click ok. Thì lúc này nó sẽ lấy được cái mặt của bạn xuống này không? Nó đổi cái mặt lại cho bạn. Mà nó sẽ vẽ mặt run nè. Bây giờ nó tự chuyển qua mặt stop. Yeah. Thì trường hợp này rất nhiều bạn vẽ sai mặt á, dạng như mấy cái bài vậy đó. Ví dụ vẽ mặt này rồi xong lại chọn này ra tiếp á, thì sao cứ một nhiên mà vẽ á, để cho nó diễn mặt đi, được chưa? Còn bài này tốt nhất á, vô click vô mặt này nè, được chưa? Chọn gì đây? Edit hay là chọn gì đây?
là 20 cái gì nữa, chiều cao là nhiêu? 20 mặt 19 nè, vậy để vô thôi. Lấy cái chữ thôi, vẽ lại cái chữ vô. Bây giờ rồi lớp vẽ dưới thử ra, chọn những mặt vẽ ha, chọn rồi chọn đây vẽ ha, chọn đi rồi bạn. Bây giờ đây thứ đây đây này là 9 ha, bề rộng là 20 ha. Các bạn muốn ràng buộc cái điểm này với trung điểm của này á, các bạn lấy chuột phải vô này nè, chọn cái con thì lấy cái con của nó ra. Rồi giờ nó có điểm con cần nô với này sao, chọn gì, chọn nằm ngang ha, hai này nó về phía giữa rồi nè. Rồi lấy chuột phải đưa lên nó mắt lên nó sợ nó đưa ra chọn 20 mươi center, được chưa? Và cách từ đây đây là nhiêu, chín, được không? Rồi sao nữa, nguyên chiều cao này là nhiêu, hai chục cái gì á, không hai chục, từ đây đây là hai chục này. Được chưa? Xong các bạn thấy ok ha, làm xong thấy ok. Rồi qua tới lần này ví dụ có lần cái nút cắt á, bây giờ thì cắt á, chọn mặt này nè. Ở đây các bạn khi các bạn sử dụng mấy nút cắt, các bạn lưu ý á là cái này nó rụt nên nó xuyên qua luôn á, thì nó mấy nút cắt thì sẽ có nhiều thì chọn được like cho bạn nhập nhập chiều dài, chưa qua là nhập chiều dài. Còn lưu ao là gì, lưu là xuyên ao xuống suốt á, thì em chọn lưu ao là không nhập nước, tự nó xuyên suốt á. À, cái bà lai là gì? Bà lai tôi cứ nhập cái thứ, các bạn thấy có cái thứ không? Vì vậy là có cái thứ đó. Bà lai nhập á, nhiều giá là gì cũng được không? Được. Thấy à, vậy thì dùng đúng lệnh rô ao luôn ha. Từ từ mình sẽ gặp tình bài, mình sẽ nói cho các sử dụng được nữa luôn ha. Vậy chưa? Để xem hả? Clip to sai cách là gì? Nếu này nó cắt lại, nó cắt từ đâu đây? Cắt cái cục này đúng không? Nếu từ clip đi là cắt ra. À, cắt ra ngoài, cắt ngược ra ngoài đúng không? Đúng không? Cái nghĩa ban đầu cục mà cắt thì được một là nó cắt cái cục này đi, hay là cắt phần ngoài của cục đó đi. Bây giờ ví dụ thế này, tính ok á, các bạn coi thử nó cắt phần ngoài đi đúng không, cắt bỏ phần ngoài đi, các bạn chỉnh sửa thì bạn lấy chữ phải vô đâu, để đến phía chơi nha, không phải đến etiquette nha, chỉnh sửa là khỏi á. Dạ rồi bỏ chế độ clip đi, dạ tính ok, dạ dạ cắt cái đai cục này, dạ còn cục trên cái nóc này sao, P14 xuyên xuống đúng không? Giờ nó lộn cái mặt đáy luôn này, bây giờ thì mình cứ vẽ P14 thôi. Đây đây nó có định hoa á, nhưng mà đây mình chưa nói tới á. Giờ từ từ cái chọn mặt đen này xong á, cái chữ phải chọn sketch. Giờ cần đồ tám nhìn xoay về, được không? Cần đồ tám. Rồi cái này cái tròn ra P14. Giờ cái hình tròn là P14. Nhớ người ta có điểm không? Control này control gì? Làm cái giữa đây chọn gì? Hàng hàng là một đúng không? Vậy nó muốn nó về giữa thì đâu? Cần rôn này, cần rôn cái gì nào? Giữa của này cho anh sao? Cho nó nằm ngang luôn, bây giờ. Rồi còn cái bán kính nữa, cái bán kính thì ra điểm kính là 14 á. Đó các bạn thì sẵn lắm này, nó còn chạy qua chạy lại đây được không? Chạy lên chạy xuống, chứ nghĩ nó còn gì thôi. Ràng buộc nó này, cần rôn có cái điểm kích con của lúc này á. Bây giờ, nếu nó có điểm kích con thì chơi kim này á, lít chuột phải vô nó á, chọn select kích con á, control với nằm bên đây chọn chế độ gì mà điều không, bây giờ chính giữa thôi chứ không nhận cái thứ gì nữa, chính giữa có trên, chính giữa có dưới là chính giữa hết. Bây giờ xong là gì nữa, em cũng cắt hết, cứ về cái số được có hai cái thôi, chế độ lưu ao á, bây giờ đó nhận cái thứ từ cắt tới đáy á, rồi tiếp tục kia. Bây giờ rồi trong số lớp một nó hỗ trợ cho bạn cái này nữa, khi các bạn lên dụng vô một cái mặt nào đó các bạn click vô thì nó sẽ hiện toàn bộ cái thước mà lúc này bạn vẽ sẽ cắt lên. Thì toàn bộ sẽ cái mặt mà bạn vẽ sẽ hiện lên toàn bộ cái thứ mà bạn vẽ đúng không? Ví dụ mặt ban đầu là 50 đi, 30 thì giờ tiếp vô ha, tiếp vô là sẽ hiện lên. Giờ tiếp vô, giờ nó sẽ hiện lên. Rồi các bạn coi, các bạn làm kiểm tra nữa. Vẽ cái gì kiểu cũ à?
không được. Rồi tôi phải nâng ra từ cái được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
6 rồi. 30 này 30 tâm tâm đó rồi. Tâm được 30 rồi. Thank you.
cái chân là cái này là lâu không? Cái này là tất cả những cái bản đồ không?